thiết bị chăn nuôi Mai Dung thân hạnh. Thiết bị chăn nuôi Mai Dung, hiện tại chúng tôi đang cung cấp gia công lưới nuôi cá lồng trên sông, lưới cá biển. Hiện tại chúng tôi đang làm cái lưới cho cá lồng chiều dài 4 mét, chiều ngang 3 mét, chiều cao 3 mét, dành cho một hộ nuôi cá rô, cá chấm trên sông. Với cái khổ lưới này rất là phù hợp, độ lưới nó 6 phân ấy, rất thoáng. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với thiết bị chăn nuôi Mai Dung, đặt hàng theo nhu cầu, dài rộng cao, đường chỉnh thắt rất là chắc chắn, các bạn xem rất là chắc chắn, nhìn kỹ các bạn, nhìn kỹ lưới nội 6 ni, lưới Nhật Bản, lưới bãi Nhật Bản. Vâng, video này em làm cho các bác tham khảo, muốn đặt hàng thì cứ liên hệ với bên em. Xin chào.